Máy bay Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Jagomet. Đây, con này rất là chắc chắn luôn, toàn là bằng sắt. Cơ bản 99% là sắt. Đây, đầu tiên là mình bỏ rút này lên. Đấy, bỏ cọc chỉ vào đây. Đấy, đầu tiên là hướng dẫn đánh suốt này. Mình cắm suốt vào cái cọc này. Đấy, cắm vào này. Rồi vắt chéo. Vắt chéo sợi chỉ từ đằng trước ra đằng sau qua con ốc này. Đấy, ở dưới này nó có một cái khe nhỏ. Đấy, mình vắt nó vào đấy, vắt từ đằng trước ra đằng sau nhá. Đấy, rồi quấn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ 4 đến 5 vòng gì đấy cho nó chắc. Đấy. Đấy, cuốn càng nhiều thì nó càng chắc. Đấy, cuốn quanh suốt nhá. Rồi mình gạt này vào. Đấy, gạt vào này. Đấy. Đây. Cái này là ấn cầm cái này gạt vào nhá. Đấy, xong mình đạp ga thôi. Máy này thì chạy bằng bật ga. Đấy, đạp ga mà mình muốn hai cái kim này nó không chạy thì mình tách cái này ra, một tay mình cầm trong, một tay mình cầm ngoài này. Mình vặn nó lỏng ra. Đây, mình vừa vặn nó lỏng ra này, lỏng ra này, bên trong thì chặt này, bên trong cứng này, bên ngoài lỏng. Đấy. Đạp lúc nào nó đầy thì nó tự bật ra hoặc là mình dừng lại nhá. Đây, mình chỉ đạp một chút thôi. Xong đó mình gạt nó ra này. Đấy, gạt nó ra. Gạt nó ra là đạp nó không quay nữa. Đấy, mình vặn hai cái thằng này chặt lại. Chặt lại là kim nó chạy nhá. Đây, chặt lại là kim nó chạy này. Còn lỏng ra là kim nó không chạy. Đấy, máy xong rồi mình vặn. Đánh suốt xong rồi mình vặn hai cái thằng này nó chặt. Đây, mình vừa lấy suốt ra. Còn đi chị may này thì từ quận chị này. Đây, một là mình móc qua đây. Móc qua con ốc này. Đấy, vòng qua con ốc đấy, hai này, hai là vòng qua đây. Đấy, vòng qua đây. Đấy. Bước thứ ba này. Đấy, một này. Hai này, ba này, ba đi thẳng xuống này. Vắt từ bên phải qua bên trái này. Đấy, nhớ là trước khi đi chỉ là mình phải nâng chân vịt lên. Đây là lúc này mình chưa nâng nhá. Nâng lên này, nâng lên rồi mới đi nhá. Đây, nâng lên. Đấy. Ba này. Đấy, 4 này. Đây, mình móc qua đây rồi này. Ở dưới ở chỗ này nó có cái râu tôm này. Đấy. Mình móc nó vào râu tôm rồi mình móc nó vào ở chỗ này. Đấy, rồi đi thẳng lên. Đi thẳng lên thì trên này nó có cái mòi giật trị. Nó quay lên quay xuống này. Đấy, quay lên này. Đấy, mình sâu nó từ bên phải qua bên trái. Đây nó có một cái lỗ rất là to đây. Đấy, ở chỗ cái mỏ này. Đấy. Châu từ bên phải qua bên trái. Đấy. Đây nhá. Xuống đây này. Móc qua đây này, móc qua cái ốc chỗ này này. Móc từ bên phải qua bên trái chỗ này. Rồi đi thẳng xuống gài vào cái rảnh. Cái gờ này. Đấy. Rồi đi thẳng xuống kim. Để đi thẳng xuống kim mình móc vào cái gờ sắt ở trên kim ở chỗ này. Đấy, mình cả quay cả làng cho nên là đấy mình móc vào đây. Đấy, mình móc từ bên phải qua bên trái vào cái gờ chỗ này. Đấy, có cái gờ ở đây. Rồi mình châu qua kim đường trước ra sau. Đấy, còn lắp ở chỉ dưới này thì mình cầm vào đây, cho tay vào đây, nhấn này lên, bật lên này. Nhấn vào trong hông này, bật lên. Cầm cái ô này, cầm cả cái ô này luôn, lôi lên. Đấy, nhấc lên là được thôi nhá. Đây là suốt lúc này mình vừa mới đánh xong này. Đây, suốt lúc này mình vừa mới đánh xong. Đây là quả đào này, nằm ở trong máy này. Đấy, thì bỏ vào thì cách bỏ vào này. Mình đặt sợi chỉ thừa nó nằm ở phía bên trái này. Đấy, bỏ nó vào. Đấy, thì gài vào cái rảnh ở trên này. Trên này, trên cái ổ này thì nó có một cái rảnh đây. Đấy, mình gài vào đây. Cho chút lên nét đó. Đấy, mình gài vào đây. Đi chỉ sâu ra ngoài cái lỗ ngoài này. Đây, máy xong mình kiểm tra lại một lần nữa này. Đấy, nó quay ngược chiều kim đồng hồ là được này. Giờ mình lắp vào này. Lắp vào thì trên này nó có một cái tai cái gờ ở đây. Còn ở trong cái ổ trong này thì nó có một cái khuyết ở phía trên này. Đây, cái khuyết đây đây. Đấy, mình cắm thằng này với cái khuyết đấy nó trùng nhau. Đấy, trùng nhau này. Ấn vào cái ơi tách này. Nhớ là phải ấn vào cái ơi tách nhá.
Đấy, chứ không mà nó chưa kêu là nó đang ở ngoài là may hay bị rồi lắm. Giờ mình lấy chỉ dưới lên, một tay mình cầm sợi chỉ trên này, cầm như thế này, hơi chếch ra phía bên trái. Đấy, một tay quay bánh đà hướng vào lòng mình, quay cho kim đi xuống này. Đấy, rồi kim đi lên này. Đấy, ví dụ như mà quay đi xuống, quay đi lên mà thấy chỉ dưới chưa lên thì mình cầm sợi chỉ trên mình giật 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 này là nó lên. Đấy, thế là nó lên. Mình lấy hai sợi chỉ lên hẳn khỏi mặt sắt nhá, cho vào giữa chân vịt, vắt ra phía đằng sau. Đấy, cho gọn, bỏ cái hộp này vào. Đấy, cái hộp này bỏ là bỏ cái cạnh vặt vát này nó nằm phía ra ngoài nhá. Đấy, mình lấy vải mình may thử. Đây, còn mình vặn chức năng là mình chọn ở trên này. Đây, để ý là nút đỏ này, nút đỏ thì nó chọn chức năng ở chỗ nút đen này, còn cái chấm đỏ này là nó là vừa là đường thẳng vừa là đường zig zag. Để mà chỉnh về đường thẳng thì mình cho cái chỗ độ rộng zig zag này nó về bằng 0 nhá, là nó sẽ may đường thẳng. Còn mình chỉnh càng to lên thì nó sẽ đường thành đường zig zag. Zig zag càng to lên. Đấy. Ví dụ như đầu tiên mình sẽ chỉnh về đường thẳng này. Đây, chọn về chấm đỏ này, chấm đỏ trùng với chấm đen. Đấy, là chỗ này vừa đường thẳng vừa đường zig zag. Để may đường thẳng thì mình cho về nó bằng 0. Còn may đường zig zag nhỏ thì cho nó bằng 1 bằng 2, còn lớn thì cho nó xoay về bằng 4. Bên này là máu thưa nhá, cái này là may lùi lại mụn. Đấy, dòng này toàn cơ thôi. Đây là mình đang may đường thẳng này. Đấy, còn chỉnh về đường zig zag này thì mình cho cái này to lên. Đấy, thường thường là mình để mức 3, mức 4 gì đấy. Đấy, đấy, nó chạy chạy đường zig zag này, kim nó chạy qua chạy lại chân vịt này. Đấy, con này chạy rất là thích, toàn bằng sắt rồi. Đây, đây là cái đường zig zag mình vừa may xong đây. Đấy, con đầu này là đường thẳng này, đây là đường thẳng này, chuyển qua mau thưa to, mau thưa zig zag rộng hơn thì là nó sẽ thành đường zig zag. Đấy, còn ví dụ mình muốn chọn đường khác thì mình cứ xoay nó chỗ này thôi. Đấy, đấy, nó sẽ may những cái đường mà mình phù hợp ở trên sản phẩm của mình. Đấy, chung với mình nhớ cắm qua đội nguồn, còn nhớ là phải đi chỉ đúng với lắp ổ suột đúng là được. Gặp sự cố gì thì bên các chị dừng lại và kiểm tra ngay.